Rồi, bắt đầu đây là một cặp sâm hương ôm đá. Giá là 200 một cặp. Nhánh ở đây. Cây này cây thứ nhất đây. Rễ nó quấn vô chặt dữ dằn luôn nha mấy anh em. Nè, mặt sau nè. Trước mặt sau thì rễ đều hết luôn nha. Đá này đá tai mèo nha. Rồi. Một cặp 200. Đây cây thứ nhất. Cây thứ hai. Đây, rễ nó quấn chằng chịt luôn. Cây này thì nó có cái co này nó già lắm. Đây, mặt sau đây. Rễ nó cũng quấn chặt như dưới này luôn rồi. Rồi, cái cặp này là 200 nha. Rễ nó quấn chặt vô cục đá này về cắt cái nhôm này ra là chơi liền được rồi. Cái này cũng lâu dữ lắm rồi. Rồi, có cành có nhánh sẵn hết trơn về uống ra luôn. Anh cây kiển luôn. Thay qua cái chậu. Rồi, hai cây này là 200 nha. Rồi. Xin kết thúc.